Ngọc Ngọc xin được kính chào toàn thể các bác đang theo dõi video của em. Và hôm nay vừa cập đến một em Kia Carnival phiên bản 2.2 Signature, là phiên bản cao cấp nhất mọi người nhé. Chiếc xe sản xuất 2022 và đã đi được là 56.000 km theo lịch sử bảo dưỡng hãng. Về tổng quan thì chiếc xe cũng còn khá là mới mọi người nhé. Phiên hai thì mới đây cũng mới đi được có hơn gọi là 2 năm, hơn năm thôi đúng mọi người. Đó thì mọi người có thể nhìn thấy tổng quan tông màu xám gray rất là cá tính, đồng thời là chiếc xe vang một cái vẻ đẹp nó cũng đồng đều từ sơn chi này cho đến là phần chi tiết lốp lát. Đây là chi tiết lốp lát cho mọi người. Nên mà các bác mà đang dân trực thể với em này thì qua trực tiếp showroom bên em để trải nghiệm nhé. Thì công năng về option thì em này rất đầy đủ rồi. Cam 360 bật lên xuống để sấy sửa làm mát ghế. Khi mà kiểu sửa chờ toàn cảnh không thiếu cái gì nữa. Tông màu ở ngoài tông màu rất cá tính này là cực kỳ là cá tính luôn. Cốt là cốt điện này, chống kẹt luôn. Không gian cốt thì chúng ta để được rất là thoải mái rồi. Nếu mà chúng ta có xử lý đi đường mà cần để nhiều đồ sau là những chuyến đi của mình ấy, thì em này thì đáp ứng rất là nhiều và năng tâm lý luôn nha. Theo chỉ phân màu nâu, ghế da thì rất nâu, xe này thì alo trực tiếp cho em Ngọc để chúng ta có thể chốt xe. Tất cả những gì bấm lên chiếc xe này thì đều vào một trạm hết mọi người ơi. Tất cả đều một trạm một chiếc xe. Các bác sử dụng cho gia đình cũng ok, công việc cũng ok, tất cả các sao từ hạng A cho đến những cái sao thông dụng thì đều sử dụng chiếc Kia Carnival này. Và thậm chí là mọi người còn sử dụng thuê xe rất là ok luôn. Như tính năng em đã nói là tính năng chúng ta có thể di chuyển ghế này, chúng ta có thể làm mát ghế này, sửa ghế này, đó, đóng cửa kính bằng một chạm rồi nha. Tất cả đều bằng cái nút bấm là chúng ta đã có thể di chuyển được rồi. Đồng thời thì mọi người nhìn thấy ở đây đây rõ nét về keo chỉ cho mọi người. Nên là mọi người quan tâm cụ thể với em xe này thì chỉ cần alo trực tiếp cho bên em. Tất cả đều một chạm nhất số chính một chạm về ghế hai vị trí rồi là cũng sẽ bấm mở cốp và bấm mở cửa duy trì làn đường này. Là cái control làm thoại để tay lấy chuyển số trên vô lăng. Đấy, mọi người sẽ mở thêm cho mọi người xem về không gian khi mà nổ máy nhé. Cách âm cũng rất là ổn luôn. Ở ngoài em đang rửa xe đúng không, nếu mọi người vào đây coi như là không nghe cái gì nữa luôn. Đây mọi người, máy dầu thì chắc chắn là rất tiết kiệm rồi. Màn hình thì to bản thiết kế, vì đây là bản Signature, bản full nữa, nên là chiếc xe rất là đầy đủ về option cho mọi người. Như em đã nói là điều hòa độc lập hai vùng này, dễ chuyển số dạng bấm, rồi remote thì đến 4 tính năng, 4 chế độ sửa làm mát ghế, sửa vô lăng, cam 360 nét căng rồi, cam nét lắm luôn ấy. Đây mọi người có thể zoom nhìn được toàn cảnh các khu vực luôn, đấy, sang bên hai bên đó. Nếu mà để về cảm giác lái thì chắc là nhiều người sẽ không sử dụng lái khi mà mua xe đúng không ạ, tại vì sẽ có thể mọi người sẽ thuê thêm lái xe rồi. Nhưng mà cái độ tiện nghi thì em này đáp ứng được cho các bác rất là tốt. Đó, bây giờ em sẽ mở thêm phần khoang máy cho mọi người xem nha. Em để xem phần khoang máy của chiếc xe sẽ như thế nào. Những phần khoang máy như này thì
máy dầu rất là thông dụng luôn, và hầu như là Carnival thì mọi người đều đi máy dầu ấy mọi người ạ. Đấy, thì nó cũng tiết kiệm, vì bao giờ mình sử dụng những chiếc xe này là cũng để đi những cái đường cũng xa đúng mọi người, thì cái điều đấy là điều hiển nhiên, là máy dầu của Hyundai và Kia thì cũng như là một mẹ rồi, rất là có tiếng. Đó, muốn thêm kỹ càng hơn là khu vực nào thì alo trực tiếp cho em Ngọc nhé, Ngọc sẽ gửi trực tiếp cho mọi người. Và đó là em Kia Carnival 2.2 cao cấp sản xuất 2022, giá bán đang rất là tốt cho các bác, thì quan tâm alo trực tiếp em nha. Xin chào là mọi người.